Vingroup vất vả chạy vạy cho VinFast trụ. Gọi voi được chuột, nguyên nhân do đâu? Hồi tháng 8 vừa qua, tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng thông báo phát hành 5 lô trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị 10.000 tỷ đồng. Giá bán sẽ là 100.000 đồng mỗi trái phiếu, tổng số tiền thu được sẽ được Vingroup giao cho VinFast tại Hải Phòng để mà đốt tiếp. Đến nay, tập đoàn này đã phát hành xong đợt 1 với số tiền dự kiến thu được lên đến 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả thu được lại không như mong đợi. Chỉ có 36% trái phiếu được bán, còn lại là bị ế chỏng, ế chờ. Số vốn gọi được đợt đầu chỉ có 692 tỷ đồng, một kết quả quá thấp so với dự kiến. Hồi tháng 8, Vingroup đã phát hành lô trái phiếu tới 10.000 tỷ đồng cho VinFast đốt tiếp. Vingroup được báo chí trong nước bơm thổi hết lời. Báo chí phục vụ Vin không khác gì phục vụ Đảng Cộng sản. Nghĩa là khi có tin tốt thì tung hô quá trớn, còn khi có tin xấu thì lại ém nhẹm, im lìm. Đã nhiều năm qua, báo chí xây dựng hình ảnh Vingroup là một tập đoàn hùng mạnh, tài chính vững vàng, chủ tịch sáng suốt, tài tình. Với những lợi thế như thế, lẽ ra Vingroup phải được các nhà đầu tư chào đón, nhưng đợt chào đón trái phiếu lần này không như mong đợi. Vì sao mà không bán được như vậy? Thực ra Việt Nam có một cuộc đấu tranh giữa báo chí nô bộc và báo chí tự do. Người dân trong nước bị Đảng Cộng sản xem là tài sản riêng. Họ muốn tuyên truyền điều gì là họ làm, miễn sao có lợi cho sự cai trị của họ, bất chấp sự thật. Chính quyền của Đảng Cộng sản rất căm thù báo chí tự do ở bên ngoài vì cứ bóc trần những trò mị dân dối trá của họ. Chính vì thế họ cho công an lùng sục tìm bắt những người dám nói lên sự thật. Họ tìm mọi cách để chặn các tin tức mà họ không muốn người dân được biết. Tuy nhiên, tin tức từ bên ngoài Việt Nam vẫn cứ bay vào trong nước. Cho nên, chính sách mị dân của Cộng sản không đạt kết quả như họ mong muốn. Vingroup dựa vào bộ máy tuyên truyền của Cộng sản để xây dựng thương hiệu và họ đã làm cho không ít người tin vào họ. Tuy nhiên, từ thực tế mà rất nhiều khách hàng của Vin vấp phải, cộng với tác động của nguồn tin tự do cung cấp, nên các nhà đầu tư đã không còn tin tưởng vào Vin. Đó là lý do tại sao hiện nay Vingroup phát hành trái phiếu không thu được kết quả như mong đợi. Nhà đầu tư cũng đã thông minh hơn và thận trọng hơn, chứ không còn cả tin như trước đây nữa. Chỉ có 36% cổ phiếu được bán ra, số còn lại ế chỏng, ế chờ. Vào ngày 26 tháng 10, tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục công bố phát hành lô trái phiếu quốc tế với tổng giá trị lên đến 250 triệu đô la. Mệnh giá mỗi trái phiếu lên đến 200.000 đô la. Đây chỉ là con số nhỏ so với tốc độ đốt tiền của VinFast. Hơn nữa, việc huy động nguồn vốn bằng trái phiếu quốc tế có như mong đợi hay không lại là một câu chuyện khác. Ở trong nước, Vin được bộ máy tuyên truyền hỗ trợ hết công suất. Ấy vậy mà việc đốt vốn chỉ đạt có 36% bán ra. Vậy thì ra quốc tế, nơi nhà đầu tư có đầy đủ thông tin và thông tin minh bạch hơn, đồng thời không còn sự hỗ trợ của bộ máy tuyên truyền khổng lồ của chế độ, thì liệu rằng mấy ai sẽ mua trái phiếu quốc tế của VinFast đây? Kết quả như thế nào thì còn phải chờ, tuy nhiên theo dự đoán thì không thể khả quan hơn so với việc huy động tại thị trường trái phiếu ở trong nước. Công bố phát hành trái phiếu quốc tế của VinFast được đưa ra. Thực ra, VinFast lên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ là để gọi vốn quốc tế. Nhiều công ty toàn cầu nhờ vào thị trường chứng khoán số 1 thế giới này mà phát triển, và VinFast cũng có tham vọng được như thế. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Mỹ là cơ hội lớn cho những người có thách thức không nhỏ cho các công ty. Ở sân chơi này, nhà đầu tư hiểu biết hơn, thông tin minh bạch hơn. Vậy nên, nếu doanh nghiệp chưa chuẩn bị đầy đủ cho cuộc chơi lớn, thì sẽ bị chết chìm giữa biển khơi. Hiện nay có vẻ như thị trường chứng khoán Mỹ đang trên đà đào thải VinFast bởi những kết quả kinh doanh không mấy khả quan, càng ngày càng lỗ nhiều hơn. Ban đầu, ông Vượng định đánh giá công ty ở mức 50 tỷ đô la, tuy nhiên đến nay lượng cổ phiếu bán ra rất ít mà giá thì lại xuống rất thấp. Thì điều đó cho thấy thị trường vốn thế giới không dung nạp VinFast.
Vậy thì liệu thị trường vốn quốc tế có dung nạp được lô cổ phiếu 250 triệu đô la của Vingroup hay không? Thì thời gian sẽ trả lời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vingroup vất vả chạy vạy cho VinFast để trụm. Gọi voi được chuột, nguyên nhân dò đầu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Lý Khắc Cường chầu Mao trong lúc tập thanh trừng, nghĩ về trận so găng tổng và thủ tướng. Sáng ngày 27 tháng 10, truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tin cựu thủ tướng Trung Quốc ông Lý Khắc Cường vừa qua đời hưởng thọ 68 tuổi. Nguyên nhân cái chết được thông báo là do một cơn đau tim. Ông Lý Khắc Cường nắm chức thủ tướng hai nhiệm kỳ từ tháng 3 năm 2013 cho đến tháng 3 năm 2023. Vậy là ông Lý chết đột ngột chỉ sau có 7 tháng từ bỏ quyền lực. Tin ông Lý Khắc Cường qua đời. Thường những cái chết đột ngột do tự nhiên thì hoặc là đau tim hoặc là đột quỵ. Ở Việt Nam, khi ông Nguyễn Phú Trọng đi kinh lý ở Kiên Giang vào năm 2019, ông cũng đã bất ngờ ngã bệnh. Phía nhà nước cho biết ông bị đột quỵ. Tuy nhiên, cho đến nay, chính quyền của Đảng Cộng sản cũng không thể nào thuyết phục được người dân rằng ông Trọng bị đột quỵ trong trạng thái bệnh lý tự nhiên. Bởi môi trường chính trị tại Việt Nam đã khiến người dân có lý do để mà nghi ngờ về mọi thứ. Hơn nữa, ông Trọng ngã bệnh tại Kiên Giang là vùng đất được xem là lãnh địa của Nguyễn Tân Dũng, người trước đó đã bị chính quyền, chính ông Nguyễn Phú Trọng loại khỏi chính trường bằng cái gọi là giới hạn tuổi, nhưng lại chưa cho bản thân ông một suất đặc biệt. Ông Lý Khắc Cường cũng đột ngột ngã bệnh, nhưng lại không may như Nguyễn Phú Trọng ở Việt Nam. Ông Lý Khắc Cường qua đời ở độ tuổi chưa phải là quá cao. Ông Lý Khắc Cường còn nhỏ hơn ông Tập Cận Bình tới 2 tuổi. Ở kỳ đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào hồi tháng 10 năm 2022, ông Tập Cận Bình đã phá bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ để ngồi lại ghế Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Trung Quốc. Ở đại hội này, ông Tập cũng đã loại ông Lý Khắc Cường ra khỏi vũ đài chính trị và thay bằng một ông Lý khác là Lý Cường, kết thúc 10 năm Chủ tịch và Thủ tướng đồng sàng dị mộng. Năm ngoái, một clip bị lộ cho thấy cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bị ông Tập Cận Bình cho vệ sĩ Tống đưa ra ngoài trong lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh vào ngày 22 tháng 10 năm 2022. Khi bị sốc nách đưa đi, ông Hồ Cẩm Đào đã sờ vào vai ông Lý Cường như muốn cầu cứu. Tuy nhiên, ông Lý Khắc Cường không thể làm gì được ngoài việc ngoái đầu lại nhìn vị tiền bối này gật đầu với ông. Ông Hồ Cẩm Đào, người đỡ đầu cho Lý Khắc Cường, bị tập cho lính sốc nách đưa khỏi đại lễ đường. Ông Lý Khắc Cường chết đột ngột ngay tại thời điểm ông Tập Cận Bình ra tay thanh trừng mạnh mẽ trên chính trường. Hồi tháng 7, ông Tập đã loại Ngoại trưởng Tần Cương ra khỏi vị trí quyền lực và đưa Vương Nghị trở lại chiếc ghế cũ. Và mới đây, ông Tập cho cách chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của ông Lý Thượng Phúc. Tất cả những điều này khiến cho rất khó có thể thuyết phục dư luận thế giới rằng ông Lý Khắc Cường thật sự chết do đau tim. Được biết, vào năm 1983, Lý Khắc Cường làm việc trong Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc dưới trướng Hồ Cẩm Đào. Khi sắp mãn nhiệm, ông Hồ Cẩm Đào muốn đưa người được ông bảo trợ lên làm người kế nhiệm. Tuy nhiên, kế hoạch này đã thất bại do phe Thượng Hải xung quanh Giang Trạch Dân là người tiền nhiệm đầy quyền lực của ông Hồ, người đã xây dựng Tập Cận Bình làm người kế nhiệm. Lý Khắc Cường đã bị bỏ lại phía sau và chỉ chiếm được vị trí số 2. Khi còn là Thủ tướng, ông Lý từng cảnh báo trước Quốc hội về cuộc chiến thương mại với Mỹ. Ông nói rằng, hiện tại và trong tương lai gần, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với những thách thức chưa từng có trước đây. Lời nói này như gáo nước lạnh tạt vào mặt Tập Cận Bình. Tập Cận Bình và Lý của ông Trung Quốc khá giống cặp Trọng và Chính ở Việt Nam, đều là
đồng sàng dị mộng. Lý Khắc Cường đã không gặp may khi thế lực của người bảo trợ Hồ Cẩm Đào bị suy yếu. Tập Cận Bình đã tước quyền hành của chính phủ bằng cách để các nhóm công tác của Ủy ban của Đảng tiếp quản công việc của chính phủ dưới sự lãnh đạo của ông Tập. Cuộc chuyển giao quyền lực của nhân vật số 2 trong Đảng Cộng sản Trung Quốc không được êm thấm. Hình ảnh ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường là hai chân trụ lại đá nhau trong Đảng Cộng sản Trung Quốc suốt 10 năm. Nó không khác mấy chân Tổng và chân Thủ tướng của Việt Nam. Trận đấu Tập và Lý đã hạ màn. Tuy nhiên, trận đấu giữa Trọng và Chính ở Việt Nam vẫn đang tiếp diễn. Chúng ta hãy cùng đợi xem cái kết sẽ như thế nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Lý Khắc Cường, Chầu Mao trong lúc Tập Thanh Trừng, nghĩ về trận so găng Tổng và Thủ tướng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Hoa Thời báo chấm